trải nghiệm nhá. Nguyễn Hữu Ngọc Long, nếu em cài CAT 2011 rồi thì có cần cài thêm CAT 2018 không? Cái câu hỏi này cũng rất là hay anh ạ. Thì với một cái máy gọi là dùng cơ bản nhé, một cái máy gọi là mức tầm trung đi, không tức là không cần phải khỏe quá hoặc là không phải không bị yếu đi, thì hoàn toàn anh em có thể cài được ít nhất là hai phiên bản két song song, laptop luôn nhé, không phải cái máy cây máy bàn đâu ạ. Câu hỏi này là của Nguyễn Hữu Ngọc Long. Đấy, anh em có thể cài được song song ít nhất là hai phần mềm, mà thậm chí có thời gian, có thời điểm mình còn cài kiểu trải nghiệm, mà gọi là vừa mới ra cái phiên bản mới mình cài thêm cái phần mềm thứ ba luôn, cái đợt đấy năm đến năm 2019 20. Thế thì mình đang dùng két 2018 và két 2007, thế mình cài luôn cái bản két 2020 vào, được chưa? Đấy, và cài luôn ba phần mềm và dùng cảm thấy vẫn mượt. Thế tuy nhiên cái câu hỏi của Nguyễn Hữu Ngọc Long là chúng ta có thật sự là nên cài nhiều bản két hay không, hay là chỉ cài trải nghiệm cho vui thôi. Thế thì theo lời khuyên của mình dành cho anh em là chúng ta nên cài hai phiên bản két vào, được chưa? Nếu máy mà gọi là ok đấy, không bị giật lag ấy, thì em nên cài hai phiên bản két. Thì hai phiên bản nào ạ? Thứ nhất là cái phiên bản mới nhất mà mình đã khuyên anh em là luôn cài, ví dụ bản két 2021 là phiên bản mới nhất, được ạ? Sau này có thể là két 22, 23, 24, 25 thì anh em cài phiên bản mới nhất vào. Phiên bản thứ hai thì anh em có thể là cài cho mình cái phiên bản là két 2007, được chưa? Két 2007, được ạ? 2007 hoặc 2010, nhưng là một cái phiên bản thấp hẳn đi, thấp hẳn xuống, được ạ? Đấy, bây giờ mình sẽ cùng giải thích lý do thì sẽ cho anh em vì sao người ta nên nên cài hai phiên bản. Thứ nhất là cài phiên bản két đời cao thì các bạn biết rồi, được ạ? Là chúng ta dùng nhiều tính năng, được ạ? Chúng ta dùng để vẽ, trải nghiệm mọi cái tính năng mới nhất, ít gặp lỗi, ok chưa? Đấy là anh em nào vẽ nhiều. Thế còn với những cái phần mềm mà ví dụ đời thấp, ví dụ 2007, 2010, anh em có thể cài thêm vào. Mục đích chính là gì ạ? Là chuyên mở những cái bản vẽ thôi, là anh em để xem. Bởi vì trong kinh nghiệm thực tế của mình khi đi làm hoặc là khi mà trong quá trình mình sử dụng thì có những bản vẽ gọi là mình nhận từ đồng nghiệp này, mình nhận từ đối tác, mình nhận từ sếp hoặc nhận từ một ai đó. Các bạn nào đi học thì có thể nhận từ những đứa cùng lớp, mấy thằng cùng lớp gửi đồ án cho nhau và tao xem mày bản vẽ này, mày copy hoặc mày xem hộ tao thôi, chỉ còn duyệt lại thôi. Thế thì cái việc mà các bạn mở một cái phần mềm nặng ra xem thì đôi khi nó lại gì ạ? Bị giật lag hoặc là cái bản vẽ đấy nó quá nặng ạ. Với những bạn nào mà làm về quy hoạch thì sẽ biết là có những bản vẽ nó quá nặng thì anh em có thể mở bằng két phiên bản két 2007, tức là chỉ mở ra để xem thôi thì nó rất nhẹ. Đấy, rất là nhẹ thì nó phù hợp với tính năng là xem. Đấy, hoặc là chỉnh sửa đơn giản. Đó. Thì các bạn vẫn cài cái phiên bản một cái phiên bản két đời thấp. Thứ hai nữa sao ạ? Vì sao mà không nên cài hai cái phiên bản nó sát đời nhau? Tức là máy khỏe thì có thể cài két 21 xong rồi cài luôn két 2018 được không ạ? Cài được. Tuy nhiên thì cái két 18 thì gần như thành thừa bởi vì nó vẫn chỉ là chức năng để xem thôi. Nhưng mà tuy nhiên khi bạn cài cái phiên bản két đời mà nó cao rồi thì nó tỷ lệ với cái gì ạ? Tỷ lệ với cái bộ nhớ, nó chiếm dung lượng ở trong máy tính nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như ổ C đúng không? Ổ C thì khi bạn cài mà nhiều phần mềm to thì nó sẽ bị chiếm nhiều ấy. Đây này. Đúng không ạ? Đấy, thì khi bạn bây giờ cài két này 17, 18 vào xong rồi cài két 21 vào thì có thể nó chiếm mất gần hết cái dữ liệu ổ C này và khiến cho các bạn bị tốn bộ nhớ thôi. Và sau đấy thì đương nhiên là chúng ta muốn cài thêm nhiều phần mềm khác nữa thì nó rất là khó. Thì đấy là nguyên nhân vì sao mà các bạn cài đầu tiên là phiên bản két đời cao này. Thứ hai là cài một cái phiên bản thấp cho nó ít dung lượng thôi, chiếm ít cái dung lượng ổ C thôi. Đấy, khi đấy thì anh em chỉ việc xem vẽ thì nó rất là hoàn hảo. Ok chưa? Thì đấy là cái kinh nghiệm của mình và trả lời cho câu hỏi của Nguyễn Hữu Ngọc Long nhé. Đấy, thì em có thể tham khảo như vậy nhé, và các anh em khác.